Ở một vùng đất xa xôi nọ, nơi những con chim nhạn bay đến vào mùa đông, là nơi ở của một nhà vua. Nhà vua có 11 hoàng tử và một nàng công chúa tên là Eliza. Hãy đến đây, đến đây, đến đây. Chúng ta hãy hóa trang thành những con thú, mèo con, chó và ngựa. Tôi là lừa, một con lừa. Tôi là lợn, tôi là ngựa. Và tôi là chó, tôi là mèo. Tôi thật sự là một con gà trống, có lông, có mỏ, có màu. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu. Từ một đất nước xa xôi, nhà vua trở về lâu đài với một hoàng hậu mới. Chiếc xe ngựa lao nhanh băng qua những thung lũng và nhiều ngọn đồi, đuổi theo những cơn gió từ ngọn núi cao. Lạnh quá, lạnh quá. Tiến lên, con đường đang vẫy gọi. Chạy đi, hỡi ngựa của ta, gà trống của ta, cùng những chú mèo của ta. Hãy tiến lên với tinh thần của những chú mèo. Đây là các hoàng tử của ta. Các con, hãy đón chào mẫu hậu mới nào. Hoan nghênh hoàng hậu. Các con hãy lặp lại theo ta. Chào đón mẫu hậu. Hoan nghênh hoàng hậu. Đây là hoàng tử lớn của ta, Christian. Đây là Klaus. Đây là cặp song sinh Hans và Knut. Đây là Hermann. Đây là cặp song sinh Otto và Ferdinand. Đây là Justin, Johan và August. Chúng cũng là song sinh. Còn đây là hoàng tử Úc của ta, Peter. Và đây, cô công chúa của ta, Eliza, cũng là đứa con cuối cùng của mẹ chúng. Các anh không cần phải buồn. Có lẽ bà ấy sẽ yêu thương chúng ta.
tòa lâu đài cổ kính ngủ yên trong im lặng. Những đứa trẻ chìm dần vào giấc mộng lành. Lời chia tay im lặng. Tôi sẽ hát cho bạn nghe một khúc hát. Hãy ngủ đi những cậu bé tinh nghịch. Trong ánh trăng xanh tỏa mọi nơi. Bây giờ hãy tạm biệt nhau. Tôi sẽ hát cho bạn nghe một khúc hát. Đừng buồn nhé. Có lẽ bà ấy sẽ yêu thương chúng ta. Nhưng bà hoàng hậu trẻ không hề yêu thương gì anh em họ. Bà ta là một mụ dì ghẻ, một bà phù thủy độc ác. Ngươi, hãy nhảy lên đầu con bé đó. Hãy làm cho nó trở nên ngu ngốc như ngươi. Còn ngươi, hãy nhảy lên mặt nó. Hãy làm cho nó trở thành xấu xí như ngươi. Còn ngươi, kẻ đáng yêu, hãy nhảy lên trái tim của nó, khiến nó trở nên xấu xa như ngươi. Nhảy lên đầu nó. Nhảy lên đôi lông mày nó. Nhảy lên tim nó đi. Thật đáng nguyền rủa. Con bé này mạnh mẽ hơn ta. Nó quá thánh thiện khiến những con cóc của ta vô dụng. Chúng biến thành bông hồng cả rồi. Được thôi. Để xem phụ hoàng của ngươi còn nhận ra ngươi nữa hay không. Và các anh ngươi nữa chứ. Hãy trở nên xấu xí, dơ bẩn và đen đúa. Hãy biến thành những con chim đen đúa và đáng sợ. Hãy biến thành những con chim đáng sợ. Chết tiệt. Chúng mạnh mẽ hơn ta. Chúng đã biến thành thiên nga cả rồi. Hãy bay đi. Bay đi khỏi nơi này. Xuy, xuy. Hãy bay đi khỏi lâu đài.
Xin chào. Một ngày mới tươi đẹp. Xin chào. Xin chào. Mặt hồ sáng trong như gương. Xin chào. Xin chào. Người bạn giữ nhà thân thiết. Chúa Tể Sơn Lâm. Xin chào. Xin chào. Các con đâu cả rồi? Sao chúng muộn thế? Chắc chúng dậy trễ thôi mà. Xin lỗi, con đã đến trễ. Các anh con đâu ạ? Anh của ngươi. Anh của ngươi gì chứ? Ai đã cho con vịt xấu xí này vào đây? Con vịt xấu xí ư? Phụ Dương, con là công chúa của người mà. Con là Eliza đây. Phụ Dương không nhận ra con hay sao? Con vịt xấu xí này còn dám nhận là Eliza nữa chứ. Đuổi nó ra ngoài sân. Thả chó ra đuổi nó đi. Thả chó ra ngay. Mau cút, cút, cút khỏi đây. Các bạn làm gì vậy? Là tôi, Eliza đây. Cảm ơn các bạn chó. Cảm ơn các bạn chim nhạn. Các bạn đã cho tôi một bài học. Tạm biệt các bạn chó. Tạm biệt các bạn chim nhạn. Ai đây? Là mình đây sao? Suốt cả đêm, Eliza chỉ mơ về các anh của cô bé. Lúc các anh em của cô bé còn thơ dại và đọc một quyển sách tuyệt vời, thứ đáng giá bằng nửa giang sơn. Những hình vẽ trong quyển sách đều sống động. Chúng nhảy khỏi trang sách, nhưng mỗi lần sang trang, chúng lại nhảy về vị trí cũ, cho nên mọi thứ không hề hỗn loạn. Các anh ơi, các anh đang ở đâu? Bằng mọi giá, em phải tìm được các anh. Xin chào, cô gái bé nhỏ. Con chào bà. Con đang làm gì ở đây? Con bị lạc. Con đang đi tìm các anh của con. Anh của con à? Vâng ạ. Bà có thấy 11 hoàng tử nào ngang qua đây không ạ? Không, ta không thấy. Nhưng hôm qua ta đã trông thấy 11 con thiên nga. Mỗi con đội một chiếc mũ miệng bằng vàng, đổ xuống bơi lội trên dòng suối gần đây. Mũ miệng bằng vàng? Phải đấy.
và rồi chúng tung cánh bay về phía biển, bay rất xa. Bay đi luôn à? Chuyện đó ta không rõ. Hãy đến nhà của ta, sưởi ấm và ăn cùng ta. Nếu con thích, con có thể ở lại đây. Thế là Eliza ở lại với bà lão tốt bụng. Nhiều năm qua đi, cô bé thường hay ngồi bên bờ biển, nhớ đến các anh và mong chờ họ. Trải qua bao giai đoạn thì mới tạo nên một hòn sỏi nhẵn nhụi và tròn trịa, và ngươi, những con sóng đang làm công việc đó. Những cơn sóng nhẹ nhàng và ồ ạt. Cảm ơn bạn đã dạy tôi điều đó. Đó là nhà của chúng ta. Có thể em gái của chúng ta đang chờ ở đó. Thiên Nga kìa, nhìn đi, Thiên Nga đó. Chúng trắng như tuyết vậy. Giết chúng đi. Mỗi con Thiên Nga ta sẽ thưởng cho các ngươi một chiếc mũ bằng vàng. Đừng hoảng sợ các anh em, hãy tìm em gái của chúng ta. Em gái không có ở đây. Nhìn kìa các em, dưới ngọn đồi kia có một cô gái. Có khi nào là em gái của chúng ta không? Chính xác là em ấy rồi, Eliza. Không, đó không phải là Eliza. Em gái chúng ta có mái tóc màu vàng. Em gái chúng ta có gương mặt trắng trẻo. Đây không phải là em gái chúng ta. Cô ta xấu xí quá. Không, đó không phải là em gái chúng ta. Có thể là em gái chúng ta. Nụ cười của cô ấy giống với Eliza. Nhưng không đâu, không phải là cô bé. Các anh ơi, hãy quay lại đây. Các anh không còn nhận ra mình. Các anh sẽ không bao giờ nhận ra mình nữa. Mình không còn là Eliza trong ký ức của các anh.